Thưa quý vị, mới đây thì Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đề ra mục tiêu phấn đấu đưa 110.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2018. Theo đó, trong số 110.000 lao động Việt Nam đưa đi làm việc ở nước ngoài, theo kế hoạch của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, lao động nữ sẽ chiếm 40%. Để thực hiện mục tiêu đề ra, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đề ra nhiều giải pháp nhằm giữ vững và ổn định các thị trường xuất khẩu lao động, chính là Đài Loan, Nhật Bản. Bên cạnh đó thì nâng cao chất lượng nguồn lao động đưa đi làm việc ở nước ngoài để đảm bảo tính thu nhập cạnh tranh, chú trọng đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng tay nghề và giáo dục định hướng cho lao động trước khi xuất cảnh. Đồng thời tăng cường công tác quản lý, tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tăng cường thanh kiểm tra và xử lý phát sinh liên quan đến hoạt động xuất khẩu lao động. Theo thống kê, trong năm 2017, Việt Nam đã đưa được hơn 134.000 người đi làm việc ở nước ngoài, vượt gần 24% so với kế hoạch đề ra. Đây cũng là năm thứ tư liên tiếp Việt Nam đưa được hơn 100.000 người lao động đi làm việc ở nước ngoài.